Ôi giời ơi, chip A14. Máu các bạn ơi, me thằng nhà hàng xóm nha, tao nhớ mặt mày nhá. Ôi kìa. Ôi kìa, thằng thầy đạn. Ôi, nó bị thằng nào bom ngắn ạ. Bom nó chậm. Ui. Bạn ơi. Bỏ đường mẹ. Đừng vào đây, đừng vào đây. Vào đi tiếp. Trên nóc này các bạn, đang kê trên nóc này. Một thằng rồi. Này. Rồi, bạn chạy đi. Yếu rồi. Hay. Chạy à bưởi. Bên ngoài không vào nữa này. Đóng này. Trước mặt này, ở phía trước mặt. Cờ còn bên trái. Chỗ ấy, chỗ cầu thang. Nó nhìn đây. Bên ngoài. Nó bị thằng nào nốc bắn chết rồi, từ. Ôi. Kìa bé, trước mặt. Gạt luôn. Rồi, hay. Ôi sao mình nghe ảo thế nhở? Mình nghe nó đứng ngay đây mà nó lại chạy qua bên này à? Vãi này nhiên cứt. Mà nó đang công sang kìa. Từ từ nha, mình đang yếu máu các bạn nha, các bạn cứ bình tĩnh thôi, cho mình một giây mình thở tí được không? Thôi. Đang bị thiếu người mà bé ơi. Mình có máu này. Vứt đi. Vứt nhanh. Được. À, thằng này vẫn đang chạy kiểu ấy lắm. Còn một thằng nữa, còn team này còn liêu luôn rồi. Nó nhảy xuống rồi, nãy em đâu đứng ô cửa kia cơm. Bên trái nữa kìa, lại chỗ cũ kìa. Ôi bọn đi sọt không qua rồi các bạn ạ. Này vẫn còn nhá. Mình còn xa lắm đấy. Bom rồi. Vãi thật cường, toàn tăng độ khó cho game. Thì mình đang cho mình máu đi. Nó cương trước mặt kia. Nghe được. Bọn này là bọn khác đấy, bọn này team đông ấy. Thì có một phút cuối, một phút lại bé lại kìa. Rồi. Bọn này bị nhất về 3 thằng. Bom. Okay.
cổ dao lên, sạc cổ dao lên. À, lên. Mẹ kẻ đốt bắn ạ, tí ta. Xanh. Ui giời. Là thằng này quá cu ạ. Có xe, xe đến. Ok, từ yên đi, ngồi yên đi em đây. Cứ ngồi yên nha, ngồi yên nha, kê kê thôi. Sợ bọn này nó biết vị trí mình ấy. Rồi, nó vào rồi kìa. Nó thấy mình. Kê. Ok, rồi. Sợ. Bắt được liền. Một thằng bên ngoài, vẫn đang còn hai thằng nha, vẫn đang còn hai thằng. Một thằng trong nhà vẫn đang còn một thằng. Trong nhà một thằng với một thằng bên ngoài vừa sấy các bạn đấy. Một thằng này xuống rồi. Thằng sau lưng mình là thằng nào đây? Bạn đâu có thằng ngoài hay thằng trong nhà đấy? Thằng ở dưới mương ấy, nó đang ở dưới mương ấy. Ở dưới mương nó đâu? Nó đang cứu rồi, Nó không có cả nết ném xuống nha. Cứ xong rồi nha. Đóng hai ở dưới mương, Rồi còn thằng nhà nữa. Đệt. Ôi. Các bạn chủ động đi các bạn, top 2 rồi mà. Ui, nó vẫn còn hai thằng nữa. Cứ bắn đi, từ từ hãy cứu mình. Đó. Sao lại xây hết cơ mình rồi. À, cái góc này. Nó ngó gạt mình này. Ui, rồi ôi. Sorry bạn. Có thằng ở trên nữa. Có nhảy xuống dưới mặt, luôn. Bé chạy ở trên đi, chạy ở trên móc được nó ngay trước mặt mình á. Chạy cùng nhau đi, còn một thằng muốn chạy trên chạy dưới làm gì, nó lại bắt từng người giờ. Đâu chỗ nào? Bên trái. Watch out. À nó ngay trước mặt á. Ừ. Nó vào mẹ rồi. Nó cứu được một rồi. Ôm trụ này. Quả là mình yếu quá bạn, mình không ngọn biết là nó đứng góc trái ấy. Thôi, ao đi. Thôi ao gì, nốt game đi, cuối game mình nghỉ thôi. Ao gì nữa. Ở trên, đầu bé. Mẹ đông thế nhở, bọn này 4 thằng nó vào luôn ạ. Ở đây mình cho máu này. Bắt đầu mình cứ nghĩ là bọn này có 3, mình nốt 2 với lại một thằng, mình tưởng là nó vẫn đang kê sau cái tường ấy. Thế là mình lao ra để mình ngó, mình sấy mà ai ngờ thằng ấy là cái thằng nó nhảy xuống. Bọn ơi, gấp 3 này, gấp 3 này. Còn con bot nữa sao? Úi giời. Vãi nồi à, còn 8 người này. 8 ông. Thôi cố top 1 đi, 8 người chắc là mình nghĩ là một nửa là bot đấy. Tại vì vào đây tổng số người vào đây phải 50 người rồi. iPhone 8 mà kiểu không chơi được nữa thì mình sẽ dùng để nghe gọi thôi, bình thường như thế thôi. Hoặc là dùng để nó giữ nó làm kỷ niệm. Khi mà iPhone 8 không chơi được nha, cái điều đầu tiên mình làm là mình sẽ thay cái mặt kính này này. Mình sẽ thay và sau đó mình sẽ bảo quản nó tốt hơn. Đợt trước kiểu mình chơi game mình kiểu bị áp lực quá, bị stress ấy, hay là mình không kiềm chế được cảm xúc. Thế là đập nó vỡ. Ê, đâu mà nhau rồi, còn tính thận đấy. Marked a location. Nhìn tiếng vừa rối dạ. Từ, nó đang bắn nhau à? Bạn bắn đó. Nó dừng bắn rồi đấy. Bốn thằng luôn bạn ơi. Ôi không KS được chứ thằng nào, còn một thằng thôi, bọn nó bị gạt ba rồi. Vãi rồi. Ok hết pin. Ôi giời ơi, cái đinh mày. Dạ vâng, con xin lỗi. Một thằng sau bờ tường nha, bên còn một team bên đối diện thôi. Con đá đi này. Marked a location.
Cú vãi, đang xoáy thằng nhỏ hết pin ạ. Cắm, cắm đi bạn. Không, ý là nó hiện cái dưới 10% pin lên đây. Được, được. Wow, hay. Được thế nhở. Còn thằng bên này thôi, hai thằng bên này nữa. Bé xử lý hay vãi. Được đấy. Rồi còn hai hàng cuối thôi, trong nhà thôi. Tốt một rồi, cố lên các bạn. Này cẩn thận, đi di chuyển cái gạt, đừng ham gạt, nó bắn ở dưới, nó bắn đấy. Không cần gạt đâu, nó không cứu được đâu mà. Nếu mà gạt được thì càng tốt, tại vì nó bắn nó kiểu nó đọc vị trí ấy. Ừ, tụi mình bắt máu đã. Cường có nhìn được qua chỗ góc bé, cứ gạt thằng này nó đọc vị trí ấy. Ôi trời ơi, sao? Má ham gạt này lên trên này. Kìa. Để không tâm xoáy con bé này, đừng mở cốp. Cho dễ nhìn. Nó đang bom ra đường đấy. Nó đang lao về phía mình nhà, bạn nhìn về phía mình nha, mình lấy xác mình ra luôn này. Đấy, nó bắn mình này. Cục đá này. Watch out. Rồi, nằm luôn. Nằm luôn, kệ mình. Bỏ mình. Thằng cuối ở đâu nhỉ? Sao lưng? Đây. Sau lưng bé, sau cục đá. Rồi, nó gạt mình rồi. Kệ mình cái này đi. Kìa, đứng dậy, ôm trụ. Đúng rồi, ôm trụ. Đúng rồi. Ai thế nhở, ai đây nhở, người nào đây nhở. Wow. Chào ơn, con xin lỗi. Trận đấu cảm xúc quá nhỉ. Hợp lý thế nhở. Thế nhở. Đấy.